này đẹp trời, họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, bây giờ thì hai bạn đã ngồi đối diện nhau rồi đó. Dạ. Anh ở đầu xong em cuối xong. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thạo. Năm nay em 30 tuổi. Em làm bên lĩnh vực an toàn lao động của công ty Thang Máy. Rất vui hôm nay được tham gia chương trình và buổi hẹn hò. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em là làm công việc đó ở đâu? Em hiện tại làm xung quanh Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn thôi. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở ngoài Bắc, ngoài Thái Bình. Nhưng mà gia đình vào trong này được 20 năm rồi. Ồ, vậy tức là gia đình ở đây hết rồi. Dạ vâng, ở đây hết rồi. Mời em giới thiệu. Lời nói đầu tiên là cho em xin phép xin chào cả nhà mình tại trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, cùng với anh bạn cùng quay bên phía tấm màn bên kia. Em chào tên bạn. Là Đỗ Thị Hà My. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Và hiện tại là em đang công tác tại phòng sale marketing của công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên từ thứ hai đến thứ sáu, còn dịp cuối tuần thì em làm cộng tác viên tại công ty Tuyến Mê Công tại Tiền Giang và Bến Tre. Em làm hướng dẫn viên ở dưới. Là coi như cuối tuần là mình đi về quê làm. Dạ đúng rồi. Cô gái của trẻ mà năng động trong công quá việc dữ luôn, làm rất tốt. Sài Gòn xong rồi cuối tuần về Bến Tre làm nữa, giỏi quá vậy em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người xung quanh nói em là người rất là hòa đồng, nói chuyện với người lớn thì rất là dễ bắt chuyện. Còn nhược điểm của em là rất là nóng tính. Còn cái tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em thì nóng tính, mà người đó thì chịu, cứ im im liềm liềm vậy đó. Cái cuối cùng một ngày đẹp trời, họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, con chịu My hết nổi rồi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Thế bây giờ mình đã rút được cái kinh nghiệm chưa? Mình đã bớt nóng chưa? Vì lúc đó là còn đi học nên mình cũng chưa suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ là đã đi làm rồi mà cái ngành của em là bên dịch vụ. Nên em cũng kiềm chế được cái tính tình của mình rồi. Tại vì gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà chị cũng hơi lo chút là bây giờ em bận quá vậy. Nếu mà mình hẹn hò thì mình giờ thời gian nào dành cho bạn trai? Tại vì cái thời gian mà em đi làm như vậy á, là em không muốn tìm hiểu một mối quan hệ nào. Em lười yêu, lười tìm hiểu. Nếu mà bây giờ mà mình tìm được cái đối tượng phù hợp với mình thì tất nhiên em sẽ giao hòa cái công việc của mình lại. Ở dưới quê em, độ tuổi của em thì hàng xóm xung quanh bảo là em ế rồi. Vậy mới nhờ tới chương trình ha. Không dạ. Sao, ngày hôm nay cố gắng nha. Bạn trai, tình trường của em thì sao nè? Thời sinh viên thì em có trải qua một mối tình được một năm. Thì sau đó thì mình đi làm á, công việc nó lu bu với lại lười yêu nữa. Nên là thành thử ra là chưa có quen ai một cách mà mình thì quen cái kiểu dạng như là xã giao thôi. Chưa có mối tình nào sâu đậm lắm đúng không? Dạ dạ. Bởi vì hai bạn đều lười yêu hết. Dạ. Hôm nay cố gắng chúng tôi sẽ không cho các bạn lười yêu nữa. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người nhận xét em là hiền lành, rồi thật thà. Còn điểm yếu của em thì không có dứt khoát. Mình nhìn một cái vấn đề gì đó, mình phải nhìn trước, nhìn sau, xem là nó đúng hay sai. Cái đó là nó một cái điểm yếu của em. Ủa là sao? Nhìn trước là sao? Là không mình thấy gì hết là sao? Là mình kiểu như là ai mà nóng tính với anh chẳng hạn thì anh sạc lại liền. Nhưng mà em thì không có. Em thì ngẫm nghĩ lại. Có đâu phải điểm yếu đâu. Có đó sự kiên nhẫn, nhường nhịn. Có đó là tốt đó em. Nhiều khi người ta nói xong em sạc lại liền, tức là cái đó là không tốt. Như cái đó thì nếu mà đàn ông thì nên như vậy. Ủa, đàn ông nên sạc lại luôn hả? Không phải đâu, vì là tốt đó. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn một người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Cá tính. Đưa ra một cái vấn đề gì đó thì hai đứa cùng có thể là chia sẻ với nhau. Chứ được, không có kiểu như là ác ai cả. Rồi. Còn nếu mà khi mà không thống nhất gì đấy thì mình có thể là tham khảo ý kiến của người thân. Coi như bình đẳng với nhau ha. Dạ, bình đẳng. Không có gia trưởng ở đây, cái này hay lắm á. Dạ. Rồi về ngoại hình thì sao? Em có mẫu hình nào lý tưởng không? Mẫu hình lý tưởng của em là xinh giống như Cát Tường ấy. Cảm ơn em. Anh ơi, da ngâm được không anh? Anh không quan trọng màu da em ạ.
Rồi. Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào? Dạ, em muốn người đó chững chạc hơn em, điềm tính. Và khi mà em có một cái vấn đề gì đó, như là em nóng tính lên một cái sự việc gì đó, thì anh cũng phải là người tìm hiểu lý do tại sao em như vậy, chứ không phải là im im liềm liềm rồi cứ để vậy đi luôn. Anh đi luôn đó, đi luôn để suy nghĩ. Anh này kiên nhẫn lắm, yên tâm. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Dạ vâng ạ. Gì nữa không em? Với lại là bạn đó không có bánh bèo. Bánh bèo? Không thích chơi bánh bèo. Bánh bèo là sao? Như là không có chính kiến ở trong cái một cái quyết định nào đó. Em không thích bạn. Nhiều khi ta nhường em rồi sao? Dạ. Rồi, em có thích về cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình á thì em cực kỳ có ấn tượng với bạn trai mà mặc áo sơ mi và quần tây, là cao trên 1m7. Tại vì em cao hết 1m64 rồi. Cao có mang cao. Dài lên nữa, 5 phân nữa. Áo sơ mi có áo sơ mi. Quần riêng được không? Không có quần tây, mặc quần riêng được. Chừng nào có cái dịp gì đặc biệt người ta bận quần tây áo vest luôn. Bình thường đi tham gia chương trình cho nó năng động, mình mặc quần jean được rồi ha. Quần áo không nói lên tính cách của con người đâu em. Rồi, chào em. Dạ. Hiền khô hả? Hiền khô ha. Ừ. Kế hoạch của em khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Hai đứa đồng ý thì có thể sang năm. Em cũng đã có một số vốn. Và cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Vậy là sau này mình lập nghiệp, hai vợ chồng ở riêng hay là có phải ở chung với ba mẹ làm dâu gì không em? Bố mẹ em rất là thoải mái, cho ở riêng để cho nó tự do thoải mái. Bà bên kia rất là nóng á, nóng quá la bạn hoài sao chịu được không? Nếu mà la em hoài thì em sẽ có nhờ sự trợ giúp của bên bố mẹ em và bố mẹ bạn đấy. Hay hay, được. Quá được luôn chứ. Quá được. La tao hoài tao mét ba mẹ liền chứ. Mét ba mẹ hai bên ha. Luôn có đàn ông nào vậy á chứ, dễ thương hiền. Em bây giờ em nghe em thấy bạn trai mình nói làm sao? Dạ có chính kiến. Mà dễ thương lắm nha, rất hiền luôn á, hiền khô luôn. Bảo đảm nửa về em ăn hiếp anh ấy á. Em cũng hiền lắm. Anh nghĩ anh bên đây có những thứ điều sẽ bổ sung từ em đó. Anh thì hiền, kiên nhẫn ha, tính đàn ông vậy tốt rồi. Em bổ sung vô cái mạnh mẽ hơn nữa là được. Rồi, nếu được khi nào đám cưới? Em tìm hiểu nếu mà hợp khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi. Được rồi, thấy cũng ổn đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với thím và hai bạn gái. Xin chào chương trình, xin chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. Dạ. Và chào khán giả ở trường quay. Tình hình sao thím? Thím thấy là người nam rất là hiền lành và rất là thiện cảm. Dạ con chào thím ạ. Con rất là cảm ơn khi mà thím nhận xét về con như vậy. Nếu mà có điều kiện thì cho phép con được làm quen với em đấy, để tạo được một cái cơ hội để hai chúng con làm quen với nhau. Dạ con xin cảm ơn. Rồi em đi với ai? Em đi với mẹ với hai đồng nghiệp của em ạ. Có mẹ ha. Dạ cho gặp mẹ. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Và chào các quý vị khán giả. Theo cháu Thảo của tôi thì cháu rất là hiền lành, thật thà. Cái điểm yếu của cháu là cháu ngủ là cháu hay nằm mơ, hay mơ hay na. Đó. Là mơ mà cứ kêu á. Thì cũng kêu, có lúc cũng kêu to. Cũng hay vầy và. Đấy, không có gọn gàng. Coi như là đều dựa cho mẹ. Đi làm về là chỉ biết đi làm thôi, chứ còn công việc ở nhà là dựa cho mẹ hết. Sau này có vợ lo ăn. Về cháu bên đây thì cháu rất là hiền lành, dễ thương. Cô là cô cũng rất cảm tình với cháu rồi đấy. Em chào cô đi. Em nói vài câu gì với cô đi em. Con chào cô ạ. Nếu như mà con và anh Thảo có duyên thì con cũng hy vọng là sẽ tiến tới xa hơn và đến nhà để thăm cô nhiều hơn. Rồi. Nào, bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng nha. Anh thấy em rất là dễ thương. Ngoài sức tưởng tượng của anh. Em cũng vậy. Anh ơi, anh có thích con gái miền Tây không? Con gái miền Tây rất là dễ thương em. Rất là hay chiều chồng, hay nũng nịu. Rất là dễ thương. Cũng hơi hung dữ đó anh. Hung dữ hả? Hung dữ thì sau này anh sẽ cố gắng mà kiềm chế em lại. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đến cầu Bánh Sao, hoặc ra công viên, hoặc là uống cà phê ở trên cao. Hy vọng là em sẽ thích nếu mà chúng ta hẹn hò những cái chỗ đấy. Em rất là thích đi uống cà phê ở xung quanh thành phố mà những cái view đẹp
Nếu mà anh mà hơi hiền quá đó, em có thích những người hiền như anh không, hay là lúc nãy em có nói là em thích người điềm tính, anh hiền không sao. Cái này về em, nếu mà có cơ hội em sẽ chỉ dần dần cho anh, anh sẽ không hiền nữa. Trời ơi. Dạ. Tính giáo dục dữ lên trời. Em hỏi thêm về anh gì không? Anh có thích đi xem phim không? Có chứ. Anh có thích xem phim ma không? Phim ma. Tại em thích xem phim ma lắm. Mà mỗi lần mà xem phim ma là em nhắm mắt không à? Vô xem phim nhắm mắt xem gì? Anh rất thích là miền Tây. Nên nếu mà quen em thì anh rất là muốn về thăm gia đình. Để thấy cái cảnh sông nước miền Tây. Anh rất là, nó rất là yên bình. Anh có về miền Tây lần nào chưa? Miền Tây anh về rồi, về nhiều lần rồi. Ngày xưa đi bạn. Lâu Tây Sơn rồi anh có về, anh ghé thăm bao giờ chưa? Cái đấy thì anh chưa đi, nhưng mai mốt em sẽ dẫn anh đi chứ hả? Được, hướng dẫn viên miễn phí. Cảm ơn em. Anh có thể mời em điệu xì lô rất là dễ thôi. Dạ, em không biết nhảy. Âm nhạc, âm nhạc. Em không biết nhảy. Không, em bám vàng nào. Okay. Em đi theo bước anh nha. Chờ, rồi, đi qua. Ok. Đi qua, đưa qua, đưa lên, đưa lên. Đó. Ok. Bước qua đây. Cái này sàn lúa chứ nhảy gì. Ngước nhìn lên em, đâu cần nhìn xuống chân đâu. Đừng nhìn chân. Em không thấy. Đi theo anh được. Ok. Từ từ đây thôi. Đừng nhìn vào anh. Mềm mại một xíu là được rồi, du dương đừng theo. Được rồi anh Thảo. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Rồi, ok. Xin cảm ơn. Một chút cảm giác về nhau. Bao nhiêu đó là cảm nhận rồi ha. Đúng rồi. Anh thấy em rất là dễ thương. Mình đến đây gặp nhau đó là cái duyên rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể hẹn hò. Bạn gái em muốn nói gì với bạn trai không? Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Đặt tay vào nút bấm ra nè. Hai đứa ráng hợp tác có hiệu quả nó ra cái gì? Ra vài đứa. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Tay liền ha, nãy giờ nhảy rồi, đã khiêu vũ chung với nhau rồi, ngại gì nữa. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Cho con xin phép thím được hẹn hò với em. Em đó. Em đó. Em đó. Trời ơi, thím vỗ tay dữ dằn luôn. Thím vỗ tay dữ dằn luôn. Được hả thím ha? Được không cô? À, thấy cô rất là phúc hậu luôn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà gửi tặng cho hai bạn đó là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Em cảm ơn toàn thể anh chị ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo điều kiện cho hai đứa chúng em được có cơ hội hẹn hò gặp mặt với nhau. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Rồi. Toàn tay nhau nào. Chính thức thì chưa có mối tình nào. Có hôn chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa luôn. Em là mỗi người con gái truyền thống á chị, muốn ăn cơm trước cản hay gì đó thì em sẽ sợ em chạy. Chúng ta sẽ tiếp tục cái niềm vui này với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Xin mời. Xin mời. Hàm à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình.
Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và chào toàn bộ khán giả đang xem chương trình. Mình xin tự giới thiệu là mình tên là Đoàn Quang Thái, năm nay được 31 tuổi, mình đến từ Ninh Thuận, hiện đang làm việc và sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thì học bên cơ khí chế tạo máy, bây giờ đang làm chung cái cửa hàng kinh doanh bên điện công nghiệp và tự động hóa. Tức là giờ đang kinh doanh riêng đúng không? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào chị Quyền Linh, chào anh Cát Tường. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Không sao, hơi căng thẳng thôi. Chị Quyền Linh kính chào em. Dạ, em xin lỗi ạ. Không sao. Em tên là Huỳnh Công Thúy Vi, năm nay em 31 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em đang là kế toán trưởng. Rồi, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì mọi người nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng và em nhiệt tình trong công việc và hay giúp đỡ mọi người. Điểm yếu thì em hơi bị nóng tính và có nhiều cái em thẳng tính quá chị. Em nghĩ gì là em nói đó, nhiều khi em làm mất lòng người khác á, với lại nhiều khi là không có được khéo ăn nói. Rồi bạn trai. Điểm mạnh lớn nhất là tính tình thoải mái, dễ nuôi. Điểm yếu. Trong về cái lĩnh vực ăn nói thì không có giỏi lắm. Đôi khi cũng kiềm chế kiểm soát cảm xúc hơi bị kém tí. Rồi, bạn trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì là chưa có mối tình nào. Rồi đó thì có hôn chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa luôn. Rồi biết hôn không? Không, chắc cái đó là thuộc về bản năng, chắc nó tự trong người nó biết mà. Nghi quá. Em thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng quen và gặp nhiều người nhưng mà không có cái nào mối tình nào gọi là sâu đậm hết. Quen chừng một vài tháng là lại không thấy không hợp nhau, thành ra không có tiến xa được. Em là mỗi người con gái theo truyền thống á chị, em cũng hơi bảo thủ. Thì cái bạn nam mà một khi mà bắt đầu làm quen rồi cái bạn đó đòi hỏi muốn xa hơn thì em lại ngại rồi em từ chối là bạn đó bỏ đi mất. Ủa rồi hỏi gì xa hơn em? Đòi hỏi xa hơn, ví dụ như bạn đó có những cái đề nghị khiếm nhã anh, giống như là muốn ăn cơm trước cảng hay gì đó thì em sẽ sợ em chạy. Đúng rồi. Ví dụ ta xin hung được không? Dạ thì hung thì được. Xa hơn nữa thì em nghĩ là cái chuyện đó là nên để dành cho sau khi mình kết hôn anh thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi, dạ. Đó là quan điểm đúng không? Đầu tiên thấy nó cũng hợp một vài điểm rồi. Mình muốn tìm đối tượng yêu thương của mình như thế nào hả bạn gái? Cao khoảng 1m7 trở lên. Thì ngoài hình thì vừa thôi, đừng có ốm quá, đừng có mập quá. Em thích phong cách lịch sự, quần tây áo sơ mi chững chạc vậy. Rồi. Có việc làm ổn định, nói chung là chững chạc và biết lo cho gia đình. Em sợ mấy anh mà đi giao thiệp bên ngoài nhậu nhạt đồ nhiều. Em thích một anh hiền lành, chung thủy, đừng có gia trưởng, đừng có tính toán với keo kiệt quá. Bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Thường thường người ta thường nói chơi là ổn đẹp, mập, dễ thương, cao sang, luôn quý phái. Còn em thì em thích là dễ thương và sang. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thường thường trong cuộc sống em cứ hay xài hai chữ thôi kệ, sao cũng được. Thôi kệ. Sao được? Chứ sao cũng được. Sao, sao? Được. Thì sao cũng được thì mới ế đến giờ đấy. Không được, mình phải có lập ra cái kế hoạch hay là mọi thứ chứ trong cuộc sống mà. Đây là em đang nói tới cái tính cách, cái giao tiếp giữa bạn bè. 31 tuổi chưa hôn lần nào. Thích phụ nữ không? Thích cái gì? Sao nói chuyện cứ quẹo quẹo hoài vậy? Hồi hộp đúng không anh? Bây giờ lấy nhau về thì mình ở đâu? Nhà cửa thì trong này thì cũng chưa có. Công việc cũng mới ban đầu ra, mới khởi nghiệp thì nói chung cũng chưa có đủ để mà sắm nhà, sắm cửa ở trong này. Trước mắt thì có thể là lập nghiệp rồi ở trọ thời gian rồi. Bao lâu mình lập kế hoạch, bao lâu thì mình sẽ an cư? Chắc tầm cỡ 10 năm em muốn hướng về ở quê. Có nghĩa là sau 10 năm là mình đi về quê? Dạ. Có nghĩa là mình không có lập nghiệp mua nhà ở trong này. Dạ. Để mình hỏi bạn nữ coi em có chịu đi về Phan Rang ở không? Có muốn dạ, không? Chắc là không. Tại vì hồi trước em cũng có một quen một anh nói thì anh ở Mũi Né, anh cũng có đề nghị tương tự như vậy. Thì anh em thì gia đình em ở đây, em sống với ba mẹ em ở đây. Dạ, em là cũng con gái lớn trong nhà thì chắc là cũng không có xa ba mẹ được. Nên hồi trước anh có hỏi là cũng có muốn về Mũi Né làm dâu không thì em mới từ chối. Thế này nè bạn rất là dễ thương, rất là hiền lành ha. Thôi kệ. Thực chất nãy chị Cát Tường chỉ nói đúng đó, mình phải có một cái mục đích để mình xác định
bởi mình đàn ông mà. Yeah. Ha, xác định mình mạnh mẽ lúc xíu nữa, trong tình yêu có thể không mạnh mẽ nhưng trong công việc phải mạnh mẽ, phải xác định được rằng là một vài năm, 10 năm thì nó hơi dài. Đàn phụ nữ hay nhìn đàn ông cái chỗ là có thành đạt hay không, có ý chí mạnh mẽ hay không. Anh nghĩ rằng là bạn đủ làm điều đó, nhưng các bạn hơi nhút nhát chút xíu. Hy vọng là sau chương trình này á, nếu mà có điều kiện bạn cứ gặp chúng tôi có thể tư vấn thêm để bạn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống, trong những quyết định của mình về tương lai. Chứ bây giờ mình vô thành phố rồi, mình xác định 10 năm nữa cái mình quay về Ninh Thuận, rồi về đó mình cũng chưa biết làm gì nữa, thì đúng là một cái thời gian rất dài. Kế hoạch ở quê thì em có rồi. Giờ có rồi hả? Vườn nhiều không? Nuôi cá. Vườn nhiều không? Ở nhà thì có 2 hectare đất. Ồ vậy cũng nhiều rồi. Mình phải quyết định ngay từ đầu luôn, chứ để 10 năm nữa mình mới về sợ khi muộn đó bạn. Ha, bạn là người đàn ông cũng hơi hiếm trên đời đấy. Ồ, dạ em chào anh gái. Anh bên đây anh dễ thương lắm, thật sự. Anh nãy giờ anh thấy có thiện cảm với anh. Trong cái cuộc sống này chúng ta cần phải có một ý chí tiến xa chút xíu nữa. Anh hiền quá. Đúng rồi, anh nghĩ rằng em có thể giúp anh điều đó. Dạ. Ha, em không thích gì người đàn ông? Em thì em thích một người đàn ông mà tự lập và có chính kiến, có lập trường. Anh tự lập có rồi đó, nhưng mà không thích điều gì ở người đàn ông? Gia trưởng với lại tính toán quá. Không, anh này không gia trưởng tính toán, anh nhẹ nhàng lắm. Thôi kệ, ai sao cũng được. Thôi hy vọng hai người gặp nhau sẽ bổ sung cho nhau. Rồi ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Cát Tường. Dạ. Kính chào quý vị khán giả, tôi là mẹ của Thúy Vi. Mẹ có nhận xét là anh bên này chân thật, dễ thương, tính tình hiền lành. Có điều là mẹ không biết là cái duyên của tụi con có tới hay là không. Mẹ mong là con đồng ý. Dạ, cảm ơn cô. Cô thí dụ nha, con hỏi cô thế này nha. Nếu mà hai người yêu nhau, hẹn hò yêu nhau, tiến tới xa hơn nữa, như anh ở rể luôn được không? Cũng có trao đổi với Thúy Vi rồi, là cái vấn đề mà ở rể hay là làm dâu gì thì cô không có ý kiến. Dạ. Tại vì ở nhà cũng có thể. Tại dạ. vì có thêm một đứa con trai cũng được. Dạ. Dạ. Thôi vậy tốt rồi. Quan trọng là Thúy Vi đúng không cô? Dạ. À, cảm ơn cô. À, anh đi với ai? Em đi với hai đứa em gái với lại bạn. Em ruột hả? Em gái ruột. Dạ, con chào chú Quyền Linh với lại chào cô Cát Tường. Anh chào chị. Cho em nhận xét về anh trai của em trước. Vẻ bên ngoài thì anh nhút nhát với lại anh ít khi mà biểu lộ cái cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng mà anh rất biết lắng nghe, giống như trong gia đình em á. Chị em mà có chuyện gì không hiểu nhau thì anh là người đứng ra chia sẻ. Còn về phần chị thì em thấy chị dễ thương với hoa đồng. Cảm ơn em. Cũng ấn tượng về anh em thì cũng thấy là anh hiền đó, nhưng mà sợ là anh hiền quá thì không biết là sau này có những cái quyết định mà cần phải ấy thì anh có đủ cái bản lĩnh để giải quyết được hay không, nên chị cũng hơi lo. Không, cái vấn đề mà để quyết đoán quyết định một chuyện gì đó thì anh làm được. Gái dễ thương quá ha. Được, dễ thương quá. Quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn lên đi ha, cố gắng lên nào. Cố lên. Rồi em tặng anh. Dạ, em cảm ơn anh. Hoa đẹp quá. Hồi nãy giờ nghe cái giọng nói qua bức màn á thì em không biết là ở ngoài nhìn anh sáng sủa đẹp trai hơn. Thì ấn tượng quay màn lại thì ấn tượng cũng rất là tốt. Hồi nãy chưa kéo màn nghĩ tối sủa. Mở màn lên thấy sáng sủa. Thời gian của em làm việc bên đó nó có chiếm nhiều. Em làm giờ hành chánh nè, buổi tối với thứ bảy chủ nhật em rảnh. Công việc của anh hiện tại có bận rộn không? Buổi tối anh có rảnh rỗi không? Không, buổi tối thì anh rảnh rỗi từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Em thấy anh cũng hiền, rất là chân thật. Hiền lắm em ơi. Trong cuộc sống này để tìm người thế này cũng khó lắm đấy. Thật ra tính ra tại vì kêu bằng anh chứ tính ra là em với anh cũng bằng tuổi á. Tấn công đi em. Anh dự định tương lai nếu mà anh lấy vợ thì anh sẽ ở đâu? Thì lúc trước anh còn có nói anh muốn sống ở quê. Cái đó thì có thể thương lượng lại xong. Em thì em lại quen sống ở thành phố rồi. Tại vì em sinh ra em lớn lên ở đây. Thì gia đình hai bên nội ngoại em đây hết. Bạn bè cũng ở đây. Quan trọng do em. Cái đó thì... Hướng ảnh luôn. Anh sao? Anh thôi kệ mà. Anh thôi kệ sao cũng được. Thì do em đó. Dạ. Nếu mà ở nhà em thì anh nghĩ sao? Anh cũng được, sao cũng được. Còn một điểm nữa em cũng muốn nói là tại vì gia đình em thì theo đạo Công giáo, thì không biết là anh có theo đạo không?
Anh gia đình đạo tôn giáo mà. Ồ, tốt quá. Hay quá. Sau này anh đi làm thì tiền bạc anh đưa cho vợ anh quản lý không hay là anh tự quản lý? Em muốn giữ thì em giữ, còn không thì em giữ. Đó, anh nói giữ tiền mệt lắm, em sợ giữ tiền lắm. Không, tại vì giữ tiền là nghề của em á. Vậy thì giao cho em hết luôn đi. Mắc cỡ rồi, mắc cỡ. Tấn công mắc cỡ rồi. Anh nghĩ gặp nhau đây thì ít ra nó có một cái duyên nào đó thì theo anh nghĩ thì mình nên tìm hiểu một thời gian xem hợp hay không hợp với lại chuyện tương lai mình sẽ tính tiếp. Có thời gian. Để tay vào nút bấm đi. Suy nghĩ sau 3 tiếng đếm và đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ chính thức nắm tay nè. Đó. Chưa hôn nụ hôn nào. Và đây là nụ hôn đầu tiên. Mạnh mẽ lên em nào. Mong cô cho phép con được hẹn hò với em và hôn em. Đó, bác, cô gật đầu rồi đó. Đó, cô gật đầu rồi kìa. Nào. Nãy nghe nói là em này em truyền thống, em không muốn. Bây giờ em muốn hôn ở chỗ nào thì em cứ đưa ra đi. Đấy, đưa ra đi. Không. Công nhận là anh hiền thiệt luôn. Hiền thiệt luôn á. Anh hôn tay đi anh. Không, cô lên má nào à. Nào. Thôi lên. Đây là những cái vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic. Cái nào nặng bạn. Hơn vậy? Cái nào cũng nặng hết. Cái nào cũng nặng. Gà lặng nữa. Máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Rồi, vẫn nắm tay nhau đi bạn. Như thế nào đây? Bây giờ tôi sẽ ra ngoài và đưa ngay cô gái vào chương trình của chúng ta nha. Rồi, mời em gái ngồi ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Chào hai bạn, bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi ha. Trước tiên là đến phần giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn gái kế bên và chào mọi người. Mình tên là Thanh Sơn. Hôm nay em 39 tuổi, mình làm công việc là lái taxi công nghệ. Nhà mình ở đâu Sơn? Nhà em ở quận 3. Quận 3, quê ở đâu? Dạ, em mới sinh ra và lớn lên ở đây luôn. À, vậy giờ đang sống với ai ở quận 3? Dạ, em sống với gia đình. Ba mẹ? Dạ. Đông anh chị em không? Dạ, gia đình em 6 anh chị em. 6 anh chị em? Dạ. Rồi có ai lấy vợ lấy chồng gì chưa? Anh chị lấy chồng với vợ rồi. Rồi hiện giờ trong nhà là còn mấy người? Dạ còn 4 người, em với lại 3 đứa. Rồi mai mốt lấy vợ về rồi đem về làm dâu ở chung luôn hả hay là sao? Nếu mà em lấy vợ thì em mua nhà ở ngoài. Ừ, xin nào mua? Dạ em mua rồi. À, mua rồi, rồi bây giờ nhà đó ai ở? Dạ thì em hiện tại em đang qua bển em canh em ở. Có nghĩa là dạ. Giờ có nhà riêng rồi đó. Dạ dạ đúng rồi. À, nhưng mà hiện giờ cái chính là vẫn ở nhà ba mẹ. Dạ đúng rồi. Chung cư dạ, hả hay là dự án? Chung cư. Chung cư rồi, ok, chung cư ở đâu vậy em? Ở quận 9 chị. Ừ, ok, vậy là cũng ổn định rồi, có nhà cửa rồi ha, thoải mái. À, bên đây mời em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người. Em tên Ngân, năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Em đang làm kinh doanh kế toán. À, nhà em cũng như nhà anh, 6 người. Em là người cuối cùng trên là gia đình. À, gia đình hiện giờ đang ở đâu? Em hiện tại ba mẹ còn ở dưới Đồng Nai, còn em và anh trai và em trai đang ở Sài Gòn. Rồi, nhưng mà quê gốc mình là ở đâu? Nguyên quê quán gốc là Hưng Yên. Hưng Yên. Mình gia đình vào trong nào trong này lâu chưa? Em vào nay là được 20 năm. 20 năm mà vẫn nói giọng ở ngoài kia. Mai mốt về quận 9 thì nó gần Thủ Đức đó. Ha? Đúng rồi chị. Đúng rồi. Yeah. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em thì là người vui vẻ, hoạt bát. Em là hơi nóng tính. Với lại trong công việc thì em hơi khó, nhưng mà ở ngoài thì rất là friendly với mọi người. Hơi khó là sao? Lẽ cụ thể là em đang làm điều hành cái công việc gì? Là cái tính chất công việc của em á, kế toán. Nên là em hơi cầu toàn một chút. Nói chung là có cuộc sống tự lập rồi. Yeah. Em định bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Em rất là mong tiến tới hôn nhân sớm. Để mình ổn định. Tính ra thì cũng lớn rồi. 31 tuổi hả?
em là 39 rồi. Tuổi này hai bên cũng hợp quá ha. Tuổi này tuổi lấy vợ lấy chồng hết trơn rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em thì em vui vẻ, em biết nấu ăn, yêu động vật, thích về thiên nhiên, tập thể thao. Thì điểm yếu của em là nhậu cũng hơi nhiều. Vậy hả? Dạ, có lâu lâu. Làm nghề tài xế mà nhậu hơi nhiều. Dạ, khi nào em nghỉ không lái xe nữa thì em ở nhà ăn nhậu ở nhà. Lái xe được mấy năm rồi? Dạ, em lái xe được 7 năm rồi. 7 năm luôn rồi? Dạ. Cũng yêu công việc dữ vậy đó hả? Em lái taxi xong rồi giờ em lái công nghệ. À, chạy công nghệ là chạy xe của mình. Dạ đúng rồi. Mình muốn chạy giờ nào mình chạy. Rồi thích nhậu là nghỉ chạy đi nhậu. Rồi mai mốt có vợ là phải sắp xếp lại ha. Lúc nào nghỉ nhà chơi với vợ với con chứ không phải nhà đi nhậu nữa nha. Dạ đúng rồi. À, độc thân thì nhậu được chứ mai mốt mà nhậu nữa mệt à. Dạ. Cặp đôi này thấy cũng nhìn bên ngoài là thấy cũng xứng đôi vừa lứa đó. Tình trường sao em? Dạ em cũng có quen hai người. Nhưng mà do là tụi em làm chung công việc á nên là nó cũng có nhiều bất đồng xong rồi tụi em chia tay. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Năm chứ. Một năm à? Rồi mối tình trước đó? Được năm. Cũng một năm luôn. Rồi lười quyền năm nay đợt này quen qua năm là cưới luôn nha. Còn thôi 6 tháng cưới luôn đừng tới năm. Năm nó không hên, bất quá tâm ba bận. Thì lý do tại sao chia tay? Tại tụi em làm chung á. Cho nên là nó dễ xảy ra những cái mâu thuẫn trong công việc rồi. Rồi cái người kia cũng làm chung luôn hả? Dạ. Hai mối quan hệ đều là trong công việc làm chung. Dạ, tại vì cũng có thể là do em mê việc quá nên em không thời gian đi ngoài, chủ yếu là thấy ai người ta thương mình nhưng dần dần mới thương lại. Phụ nữ mà cũng khổ, giỏi quá là cũng khổ lắm, cầu tiến trong công việc. Nhưng thôi bây giờ mình bắt đầu từ từ mình phải lo cho bản thân mình ha, enjoy rồi hưởng thụ ha, chậm mà nó chắc. Em trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên em là cái cô đó là người Đài Loan. Thế là vài năm cô đó đi nước ngoài. Lâu lâu cô ấy về, cô ấy mới nói là cô ấy lấy chồng bên đó luôn. Cô thứ hai là cô bên Đạo. Là em là không phải Đạo. Dạ đúng rồi. Cô đó là Đạo. Dạ. Rồi sao? Thế là không đến với nhau, thì cũng chia tay. Sao không theo Đạo, không theo Đạo người ta luôn? Gia đình em là bên đạo Phật nên cũng rồi. Nên cũng chia tay, cái tan vỡ. Còn thứ mình thứ ba là cô đó làm việc cho bên công ty người Pháp, cũng lấy chồng bên lấy người Pháp luôn. Kỳ vậy, quen tay sao là... mà không chăm sóc, yêu thương người ta hay sao mà để người ta đi hết trơn vậy? Cái anh đó là cũng là giám đốc công người Pháp luôn, hai người kết hôn bên đó luôn. Vậy em có ý định đi nước ngoài nào không em? Dạ không. Công ty em có người nước ngoài không? Dạ không. Thôi em khổ quá, bất qua tam ba bận là lần thứ tư rồi, ráng nha. Dạ. Nên là mình cũng phải kiểm tra lại mình coi là mình thứ nhất là mình gì, mình yếu kém về cái mặt nào mà để cho người ta bỏ mình, người ta đi như vậy. Một lần, hai lần, ba lần mình phải xem lại mình. Ê, bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người đó ở Sài Gòn. Là một người nói như anh cùng đạo thì rất là tốt. Em cũng theo đạo Phật, kiện của em rất là đơn giản. Em chỉ muốn một người yêu thương em, thủy chung, ngoại hình thì cũng nhìn được. Mấy cái từ cũng được này chứ nó khó lắm. Thà cao nhiêu, mập nhiêu, dài nhiêu gì đó chứ nó cũng được, nó khó. Dạ, chỉ cần cao hơn em một chút. Cao hơn em một chút. Rồi, cao hơn em, được. Đừng hút thuốc lá. Nãy nói đi nhậu mà có hút thuốc không? Dạ, nhậu em không hút, chỉ có uống cà phê buổi sáng thì mà làm một điếu. Không, thật ra một người sáng một điếu để tỉnh táo thì thôi cũng được, cũng chấp nhận được, mình né né lúc đó ra đi. Nhiều khi mới mốt rồi lại quen cái cảm giác đó nữa. Vậy thôi hả, ngoại hình đơn giản vậy thôi hả? Em cũng nghĩ là khi mà gặp nhau á, cảm tình đầu tiên nó quan trọng lắm. Gặp một người mình cảm thấy mến, rồi mình thương thì có khi là người ta xấu hay đẹp cũng mình sẽ gác sang một bên. Không có gác sang bên đâu em, chị phải đẹp trước tiên em. Trời ơi, chứ bây giờ không đẹp sao mà tiến tới được. Phải đẹp cái đã chứ, nhìn phải bắt con mắt cái đồ rồi mới yêu, rồi mới tìm hiểu, rồi mới biết người ta tốt hay xấu chứ. Bây giờ mình vô mình nhìn mình không hợp nhãn rồi làm sao mình biết người ta tốt hay xấu? Dù người ta có tốt mình đâu có cơ hội cho người ta đâu, không? Cho nên tôi thẳng thắn lắm, phải đẹp. Mẫu người của em sao? Mẫu người của em thì tính trung thủy, thì em thích con gái em cũng trung thủy, không cần nấu ăn ngon lắm, tại vì em biết nấu ăn rồi. Thứ hai là yêu trai con, thứ ba là thích thể thao như em được. Cô này chắc không có thể thao đâu, mà cũng đi làm suốt à, phải không? Ok hết, chị nói hôm nay là cặp đôi này là xứng đôi, với cặp mắt của chị là ok. Đây là một cô gái rất bản lĩnh, giỏi, sự nghiệp ổn định. Người ta cần một người đàn ông mạnh mẽ và yêu thương người ta hết lòng. Đối với một người phụ nữ mà càng thành công thì người đàn ông bên cạnh phải là một người đàn ông tự tin thì mới được. Được. Còn có tiêu chí gì về ngoại hình không? Kể về tường cũng đỡ. Trời ơi, về cỡ chị rồi sao được em? Cỡ chị kho lắm. Ế thiên thu luôn em ơi. Thôi được rồi. Chị nghĩ là cặp đôi này với cảm nhận của chị là được. Nhưng mà ăn thua là hai bạn thôi. Bây giờ mình cho nhau mấy tấm hình nữa nhìn xem cái coi nè. Trời đất ơi. Dạ. Hình này là từ thời năm nào tới giờ vậy? Trước đây em làm kho nên nó ốm vậy. Bao nhiêu năm? Dạ, có 4 năm à. Hình này 4 năm chứ không có cái hình nào gần đây hết trơn hả? Dạ không. Chắc là em chị chụp một cái liền chị đưa qua nha. Trời ơi, đó.
hình 4 năm trước nha, ráng kiếm ảnh đi. Rồi, hình này chụp bao lâu rồi em? 25 tháng 12 năm ngoái. Mới năm ngoái thôi, đó, ba cô gái đó em chọn cô đi. Em nghĩ chắc là gầy, chắc là anh này rồi. Gầy hả? Nhưng mà nói chuyện thì chắc giống giọng người này. Gì kỳ vậy, thôi chọn anh thôi ha. Chọn này, đẹp trai nè. Vậy là anh này xấu trai phải không? Hai ông này xấu, ông này đẹp phải không? Ông này đẹp hơn này, nhưng mà em nghĩ là nếu như gầy chắc như này quá. Dạ, trời ơi, ai dứt khoát một anh thôi. Mấy anh kia để tôi. Mấy anh kia để tôi. Tham quá. Em nghĩ là người này. Dạ, người này phải không? Dạ. Chính xác ha. Rồi giữ nó đi. Cô em nào? Nghĩ cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Em thấy cảm giác thấy thích. Thích thích hả? Rồi thích thì được thôi. Mời hai bạn nhìn qua cánh cửa trái tim để xem sự chọn lựa của mình đúng hay sai. Thì như em chọn đúng đúng không? Đúng với con khỉ. Trời ơi, đã nhìn tấm hình nhìn ở ngoài vậy mà còn là chọn đúng nữa. Sao mà không giống giống hình như thế này, không thấy ai giống trơn. Cái anh đầu tiên á, em chỉ mới đúng. Chị chắc cũng chụp lúc 16 tuổi nên nhiều lắm nhận. 4 năm trước chứ nhiều. Trời ơi, nãy chỉ đúng rồi, chết rồi. Cổ nói anh này mới đẹp trai nè, còn anh này xấu. Xong phim. Rồi người ta chọn đúng em rồi đó. Dạ, chào anh. Rồi. Anh có món quà anh gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, em rất là thích đọc sách. Hôm nay em tặng anh. Và thứ hai là anh thức chọn đêm nay để mà anh vẽ. Tại vì anh cũng thích hội họa. Anh vẽ được à? Anh tặng em cái quà thứ hai. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Đẹp quá ha. Thấy chị thấy có thơ trong phải không? Anh nghèo không có mô tô, chỉ có xe đạp thô sơ nhất làng. Nếu em cảm thấy sẵn sàng trèo lên xe đạp, anh thù chơi. Thả thính cũng dễ thương quá. Anh làm thơ dễ thương quá. Em rất là thích những cái liên quan nghệ thuật, nhưng mà em thì lại không có khéo đâu với anh. Nấu ăn em không biết nấu. Vậy à, anh biết nấu ăn. Anh thường nấu đại món gia đình. Cô này là như dành hết thanh xuân cho làm việc cái gì á. Dạ. Bây giờ phải lo bếp núc nội trợ đi, sanh con đẻ cái. Dạ, em cũng học mà cố gắng nấu. Mọi người cũng đang cố gắng ăn thử. Rồi, ok, được rồi. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Em thấy bạn gái như là xinh. Dạ, em cũng mong được tìm hiểu bạn. Còn em? Em thấy anh trưởng trạc, có khiếu nghệ thuật, chuyện dễ thương. Thấy có rung động, có tim có đập nhanh rồi chút nào chưa? Dạ, cũng run. Còn em? Em rung từ đầu. Rung từ đầu luôn. Em rung thì chưa hoài ngồi chứ. Thì em rung đó đâu phải em rung vì cô này. Ý là khi mà nhìn thấy cô này thì nó có cái gì, nó cảm xúc có khác trong người hay không. Dạ. Khi em rung ngoài kia, nhiều khi em nhìn chị em sợ quá em rung làm sao. Dạ, em... Khi mà nhìn bạn gái này nè, em có cảm thấy trong người mình nó có cái gì nó sao xuyến bần thần gì chưa? Dạ, cũng chút xíu à. Có chút xíu phải không? Dạ. Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Trời, cọ gì sát? Cọ sát là sao? Vì chạm chạm mới tới được. Rồi vậy em có chạm hay không? Chuyện của em chị không biết nha. Bây giờ chị sẽ cho em cơ hội 5 phút để cọ sát. Yeah. Để hai bạn có thời gian để tự cọ sát với nhau. 5 phút sau chị quay lại. Thời gian không có chờ đợi ai. Và thời gian chỉ có 5 phút thôi nha. Phải trân quý từng giây một. Cảm rồi, ơn chị. Mời hai bạn cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Anh có hay đi đâu xuống khu Thủ Đức không? Anh quận 9 thì anh cũng từ lúc mà anh biết thì anh cũng thường đi chơi dưới đó của anh biết khá nhiều. Nhưng anh đi chạy xe vậy tối thì mình cũng chạy luôn hả? Không, anh chạy buổi sáng thôi. Khoảng 6 giờ anh về. Em làm kế toán hả? Dạ. Anh thích những người làm kế toán. Thí dụ mà thời gian sau này em mình tìm hiểu thì em rảnh chậm buổi tối hả? Hay là dạ. Buổi... Em chỉ có chủ nhật hoặc là buổi tối thôi. Tại bình thường thì em bên em làm full tuần. Trong công việc thì em nói chuyện rất tốt, nhưng mà nói chuyện là gặp người lạ thì em hơi ngại. Anh có thể bắt chuyện được không? Có bao giờ em đi em thích nuôi chó không? Có. Anh thích đi được đâu? Em một năm là em thường em đi ra nước ngoài một lần. Còn là nếu như mà ở trong nước thì em kêu đợi khi nào có gia đình thì em sẽ đi cùng với chồng. Tại em thấy anh có kỷ niệm là có quen bạn gái người ta đi lấy chồng mất em vậy. Với cái duyên nó chưa tới. Cho nên em nghĩ là hai bác lớn tuổi chứ. Ba mẹ anh thì 67. Ba mẹ em cũng 65, 67. Tết em về nhà là... Em về nhà nhiều lắm. Tại em ở Đồng Nai, ba mẹ ở Đồng Nai em về nhiều lắm. Thường là khoảng tháng, 2 tháng về là... Em đi bằng đi mình hay là đi với bạn?
Em nhiều khi thì đi, có hôm thì đi xe máy, có khi đi xe đòn, không thì nhà em cũng có xe mấy em tổ chức. Em định khi nào tiến tới hôn nhân? Thật ra thì em nghĩ là nếu như mà gặp ai em yêu thương thì em sẽ muốn tiến tới hôn nhân sớm. Em có thích trẻ con không? Em rất thích. Em thích trẻ con lắm. Rất thích trẻ con. Em thích sinh mấy đứa? Sợ là không có sức nuôi thôi. Thích thì muốn sinh như 3-4 đứa, nhưng mà em nghĩ giờ ví dụ như là người ta kêu là 2 đứa là tốt nhất, nhưng mà nếu như có 3 đứa thì anh em nó vui hơn. Em thấy anh thế nào? Thế nào? Anh đang dễ thương. Còn nói chuyện thì nghe chân thành. Em nghĩ là hai người không đến được với nhau hay đến được với nhau là cái duyên mà. Dạ. Anh chào chị. Tao vụ gì sống ăn gì cho vậy trời, ngại không ăn được luôn. Có 5 phút có cỏ sát gì được chưa? Dạ, nó dướng rồi. Dướng à? Dướng cho tim rồi. Dướng cho tim rồi. Ờ, phải vượt qua chướng ngại vật chứ em, thời gian đâu có chờ đợi ai đâu. À, đúng không? Không phải là chị em cho em cơ hội, tại em không biết nắm bắt nha. Nhưng mà nãy có nghe hỏi muốn chị nào kết hôn rồi phải không? Nãy giờ chị ra ngoài chị thấy ở ngoài đông lắm, đang nhốn nháo bàn tán về cặp đôi này dữ lắm luôn. À, bây giờ chị sẽ mời người thân của hai bên vô để coi người ta có ý kiến như thế nào về cái cuộc họ hàng ngày hôm nay nha. Rồi mời họ nhà trai, họ nhà gái, mời chúng ta tiến vào bên trong để buổi lễ thành hôn chúng tôi xin được phép bắt đầu. Trời ơi, họ nhà gái đông dữ. À, họ nhà gái đông quá, để họ nhà trai nói trước. Chào em. Chào chị. À, em tự giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em là em của anh Sơn. Em ruột. Dạ, em ruột. À, em thứ mấy? Dạ, em là thứ tư. Em thứ tư. Hôm nay nãy giờ đến đây là thấy cái câu chuyện của hai anh chị này thì em có cái suy nghĩ, có cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy chị thì dễ thương, cũng thật lòng. Tuy nhiên là anh của em rất là nóng tính cho nên hy vọng là chị có thể điều tiết. Nóng tính nãy giờ có thấy nóng tính gì đâu. Nếu mà sống chung là anh nóng tính lắm. Ồ vậy hả? Hy vọng là chị với anh có thể hòa hợp với nhau được. Em nhận xét như thế nào về chị gái này? Chị thì dễ thương, cũng hiền. Em chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không có dám xác định rõ. Rồi, em có mong muốn hôm nay hai anh chị bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Em hy vọng là mọi người, hai người sẽ tới với nhau. Bởi vì trong hôn nhân thì lúc nào cũng có tranh cãi với nhau. Mình thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau thì có thể sống chung với nhau được. Cho chị hỏi thăm chút xíu về gia đình em. Tại nãy ảnh cũng không chia sẻ nhiều về ba mẹ. Dạ. Ba mẹ ở nhà như thế nào? Ba mẹ em hiền lắm mà. Nhưng mà mọi người thì, hai ông bà thì sống cuộc sống riêng với nhau, không có sống gần với nhau nhiều quá chị. Ừ. Dạ, ở riêng. À, ba mẹ không ở chung nhà, ở riêng. Đúng rồi. Ok. Rồi, xin chào họ nhà gái. Đây là Giàng Bưng Quả phải không? Rồi, ai đại diện giới thiệu? Chào chị Cát Tường, chào anh Sơn, chào chị. Mình là anh trai của Ngân. À, anh ruột. Dạ, anh ruột, anh trai. Có gia đình chưa? Dạ, mình có gia đình rồi chị Cát Tường. Lời đầu tiên thì cảm ơn chị Tường, cảm ơn chương trình đã tổ chức cho anh Sơn và Ngân có cái cơ hội để gặp nhau ở đây. Thì như lúc đầu Ngân có chia sẻ thì thật ra thì ở đây mình cũng muốn nói thêm một chút xíu. Ngân có tổ chức một cái công ty là dịch vụ kế toán. Ngân là đứng vai trò là giám đốc của công ty nên là thật ra nó rất là nhiều việc. Giống như Ngân chia sẻ là không có nhiều thời gian để cho bạn trai hay là cho gia đình nhiều. Về nấu ăn thì mình thấy em của mình thì cũng biết nấu ăn giống như anh Sơn. Ngoài ra thì mình thấy điểm mạnh nhất của em mình là một người tốt tính. Em mình có thể là hơi chu toàn, cầu toàn một chút nhưng mà rất là tốt tính. Mình nghĩ là ngày hôm nay đây có các bạn đây là làm chung với bên công ty mình và cũng có một số bạn khác nữa. Cũng mong là hai đứa có thể cho nhau một cơ hội nào đó để gặp nhau. Và mình ở đây thì mình thấy anh Sơn cũng rất là cũng tuổi giống như mình thì mình nghĩ là hai người sẽ phù hợp với nhau. À, hai bạn cùng tuổi với nhau đó hả? Dạ, em nhỏ hơn anh Sơn nữa. À rồi, mấy bạn gái có cô nào phát biểu, có cô nào bị ăn hiếp đồ này kia chưa? Nãy cô nói cô nóng tính đó trong công việc, ai làm chung công việc với cổ? Dạ, đây làm chung hết. Làm chung hết luôn hả? Bình thường cổ có khó lắm không? Dạ, cũng không khó lắm. Không khó lắm. À, đúng rồi, tôi đoán đúng y chang mà. Một cái người tham công tiếc việc, cả nhà nói một câu đồng thanh gì cho ủng hộ bà Ngân coi nè, trước khi mình đi về chỗ để cho đàn ta tiếp tục cái cuộc hôn nhân nè. Đầu tiên nhất là mình phải mạnh mẽ lên ấy, như trong cái công việc mà em đã làm. Ở đây anh hay là em trai hay là các bạn ở đây cũng đều em trai luôn hả? Dạ. Em ruột á hả? Dạ. Trời ơi. Mọi người đều ủng hộ em, phải mạnh mẽ lên. Trong cái tình cảm mình cũng phải mạnh mẽ, tuy nhiên đấy là mình phải dành thời gian hơn cho nó một chút xíu để trau chuốt hơn, để vun vén hơn. Đấy, Ngân thì thật ra khi mà làm cái vị trí này thì thật ra Ngân mai mốt sẽ quan hệ rất là nhiều. Tức là phải gặp những cái đối tác hay là gặp những cái bạn và thậm chí có những người họ theo đuổi mình cũng biết nhưng mà gia đình thì không đồng ý. Đấy, thì cái này mình cũng chia sẻ rất là thật.
Rồi cho một câu cuối đi, một câu slogan dành cho Ngân đi nào, bàn bạc với nhau đi. Một, hai, ba. Quyết tâm lấy chồng. Yeah, rồi quyết tâm lấy chồng. Rồi cảm ơn hai bên, nhà trai nhà gái nha. Cảm ơn các bạn. Sau khi mình lắng nghe ý kiến của người thân ha, thì hai bạn có suy nghĩ gì không? Mình còn muốn trao đổi gì với nhau nữa không? Em cũng rất là lo lắng. Tại trước đây á, công việc của em tiếp xúc với quá nhiều nam. Khách của em là 100% là nam, nhưng mà họ đều có gia đình rồi. Câu chuyện là mình nói chuyện điện thoại hoặc thậm chí là họ có việc gấp và nhờ có thể sau giờ làm việc nữa. Thì anh có ngại không? Không, anh không ngại. Vì đó là công việc thì thấy là điều rất bình thường. Anh cũng lái xe thì anh cũng gặp nam nữ thì nhiều. Thì anh cũng thấy đó là công việc mình, thì sau công việc thì mình dành cho gia đình hơn. Chứ mình đừng có theo cái việc đó. Nếu như một hôm nào đó đang chạy xe không có khách, đang chạy xe một mình trên đường, em nhìn vô bất chợt em thấy bạn gái của mình đang ngồi với một người đàn ông nào đó trong một cái quán đang còn trò chuyện, thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Chắc em sẽ vào kế bên quán để em nghe. Gì là rình rập á hả? Vào kế bên thôi hả? À, rồi sao nữa? Em nghe việc thế nào? Nghe sao được? Quán người ta, chỗ người ta ngồi, bạn vô như thế nào bạn nghe được? Vậy thì em sẽ em đứng ngoài quan sát. Tại vì em không có khách thì em có thể em quan rồi. Sát Nhưng mà quan sát là cho cô ấy thấy hay không cho cô ấy thấy? Không cho cô ấy thấy. Gọi là rình rập. Dạ. Thì cho em thử coi cái biểu hiện hai người như thế nào. Dạ. Trên mức thân mật thì có thể là em thể hỏi chừng nào. Thí dụ bây giờ trên mức thân mật đi, ví dụ như chàng trai đó có ví dụ như là một cái vỗ vai hay là một cái nắm tay hay cái ví dụ như cái gì đó rớt cái lá cây rớt trên má cổ, thì chàng trai đó phủi ra hay vén tóc cổ lên, thí dụ vậy đi. Và lúc đó em làm gì? Lúc đó là em chạy vào. Em vào. Rồi em vào em nói gì? Em vào em làm gì? Em nói là đây là bạn gái của tôi. Ủa kỳ vậy? Và không giới thiệu, không gì, không chưa hỏi đầu đuôi gì cho luôn vậy hả? Thì bạn gái thì mình được quyền phải giới thiệu. Vậy đó, ai giới thiệu đây là bạn gái của tôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì mình không cho phép cái bạn kia làm những hành động đó nữa. Hết rồi. Rồi bây giờ chị hỏi ngược lại em nè. Cũng tình huống y chang như vậy. Thật ra thì cái tình huống như vậy đối với em nó hiếm lắm. Tại trong công việc em thẳng thắn, rõ ràng. Khách của em người ta cũng sẽ mình phải tự mình để cho nó không có chảy ra trường hợp như vậy. Ví dụ như mình ngồi đối diện, hoặc là nếu như ngồi kế bên thì là nhìn giấy tờ này. Với lại em trong công việc em nghiêm lắm, khách không dám đâu chị. Không có dám. Nhưng mà giờ trường hợp như trong đó em cũng đang ngồi hẹn một người bạn cũ hay là một cái đồng nghiệp hay là gì đó, không có công việc, không có giấy tờ trên bàn, nhưng mà cũng nghiêm túc, không có gì hết, chỉ là ngồi nói chuyện hay trò chuyện hay là đang nói có thể chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới đất, bạn bè thôi, một bạn khác giới. Nhưng mà ông này ông cũng rình rập, một hồi ông nghe không được, ông tức quá ông cũng vô, rồi ông xăm xăm vô ông cũng giới thiệu với người ta đây là bạn gái của tôi, thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Thì trường hợp em thấy người yêu em không thể nào tự nhiên bay vào như chim được, mà anh phải đi vào rồi. Thì em thấy anh em sẽ đón luôn để tránh trường hợp anh bị quê như vậy. Em sẽ chủ động em giới thiệu anh đi đến, anh cũng uống nước ở đây rồi em mời anh uống nước luôn, rồi đây là khách hàng của em và đây là người yêu của em, hoặc đây là chồng của em. Để cho một đó là anh chồng cũng không bị mất mặt và ông khách cũng không bị quê, còn em thì không bị rất quê ạ. Xử lý gì được không em? Dạ tốt. Hay quá. Rồi ngược lại thì cái cách ghen của em nó như thế nào? Ghen thì ai cũng ghen rồi. Em đó. Thì em có một tật xấu là đúng là em rất là ghen. Đó. Em ghen lắm. Anh chồng này có vẻ cũng ok lắm đó nha, cũng bảnh bao lắm đó. Mà lái xe nữ thì bây giờ em biết không, xe này đâu phải là xe mà sẽ đâu phải xe taxi, xe công nghệ thì khi nó cũng không có cái biển báo nào gọi là xe taxi hết trơn á, đúng không? Rồi hàng ngày nhiều khi chở mấy khách mà sang trọng đẹp gái đi chơi ban đêm đồ ha, ra về thì nhiều khi bạn bè em thấy, rồi cái bạn bè em gọi mét cho em hoặc là chụp hình gửi em nè, ông mới chở cô nào đó đi tới đó tới kia. Tại nhiều khi có những khách ngồi trước luôn nha, chị là đi taxi chị ngồi trước không à, tại vì chị ngồi sau chị bị mệt, thì người ta tưởng đâu là bạn chị, đúng không? Thí dụ vậy đó. Rồi ai chụp hình gửi em thì lúc đó em xử lý như thế nào? Em nghĩ là ai cũng có cái nghề của mình, nhưng mà khi mà làm cái nghề tài xế em thấy cái rủi ro nó cao á. Không phải nói cái chuyện như chị nói là ghen đi, mà em thấy cái rủi ro ngoài đường nó nhiều á. Thì nếu như được á, thì khi mà hai người mà tiến đến hôn nhân được chẳng hạn, thì mình có thể chuyển đổi nghề nghiệp để cho nó nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo được cái mức thu nhập. Còn là cái chuyện mà lỡ mà anh vẫn làm công nghệ, mà giả dụ như có thấy cái trường hợp đó, thì em nghĩ là trong công việc phải chấp nhận. Còn nếu như mà người chồng mà người ta lăng nhăng mà mình vợ mà mình không phát hiện ra, thì em nghĩ đó là lỗi của mình. Còn đến giờ cứ đẻ cho ông một hai đứa thì đâu bận, đâu làm gì hết trơn, cũng đi về.
Không đi cũng gì, em tự tin, có thiếu gì người đi mà không gì à. Cái nguyện vọng của cổ chị thấy cũng hợp lý, ví dụ muốn em chuyển đổi một ngành nghề khác thì em có nghĩ ra mình sẽ làm gì khác? Dạ, em thì thích kinh doanh cà phê. Nếu mà em không còn chạy nữa thì em chuyển quán làm ông chủ cà phê. Được không em? Làm ông chủ quán cà phê được không? Em cũng thích. Trời ơi, phụ nữ tới cũng nhiều lắm đó em. Dạ, không sao. Thật ra đó là một cái tương lai phía trước, nhưng mà mình cũng định hướng. Nãy giờ cái câu chuyện chị nói, mặc dù là nó vui, nó là giả định, nhưng thật sự là để mình hiểu nhau được rất là nhiều trong cái tính cách và cái cách xử lý. Thì Tường thấy hai bạn đều rất là văn minh và có những cái suy nghĩ cũng rất là tích cực ha. Đôi lúc trong cuộc sống có những cái oan thị màu đó quý vị, nhiều khi mình nhìn thấy vậy không phải vậy à. Cái mặt cắt cuộc sống có thể mình đứng phía trước mình nhìn thì mình thấy cái cảnh như vậy đó, nhưng mà nếu mình đứng đằng sau mình nhìn, nhiều khi nó lại là một cái khác, đúng không? Cho nên đừng vội vàng, có rình rập thì cũng bớt, đừng có, nhiều khi mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu ha. Cho nên bình tĩnh đi, nhiều khi người ta đưa tay tính tát cổ đó mà em tưởng người ta vuốt tóc, đúng không? Chứ không phải đâu. Trong cuộc sống mình phải có cái niềm tin, tình yêu trước tiên là phải tin. Khi mất niềm tin rồi là cái ghen tuông nó sẽ làm cho mình rất là mù quáng, mà ghen tuông nó rất là mệt mỏi. Ghen nhưng mà phải thêm thi vị cho tình yêu thì rất là ok. Có một cái món quà tinh thần gì tặng cho cổ, hãy hát tặng cổ một bài coi. Thường thường tôi để ý mấy người mặc đẹp đẹp là hay hát hay lắm. Tặng cho bạn nhà gái với lại Cát Tường nghe bài là Nhớ Người Yêu. Biết giờ này em có nhớ đến anh, có nghe tình yêu nước chảy trong lòng, đêm từng thời gian đêm bóng hình mà mình yêu mến. Ôi nhớ gì hỡi nhớ người yêu, em ơi lòng anh thì rất chân thành, chớ đừng phụ lòng anh nhé, hãy làm bạn gái anh đi. Trời ơi, sao tự nhiên đang hát tới câu đó nói luôn vậy? Thôi được rồi, chốt lại câu đó là cũng được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm hãy ấn mạnh vào nút bấm nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Nếu không đồng ý chúng ta có thể lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đồng điệu, rất đồng điệu quý vị ạ. Không ai trước và không ai sau cả. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp quá, mình phải hôn nhau đúng không hai họ? Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em mới quen yêu ngại quá. Em mới quen yêu ngại quá. Trời ơi, đã coi chương trình này chưa? Trời ơi. Đây, gửi tặng em một món quà của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng em chiếc vé xem phim để hai đứa đi coi phim Hẹn Hò với Nhau. Hy vọng rằng là y như chị nói lúc nãy nha, mình phải dành nhiều thời gian, mình có sự quyết tâm thì mình mới có kết quả, mới gặt hái được kết quả. Có tin vui thì báo cho Cát Tường với chương trình biết nha. Bây giờ Cát Tường xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của hai chàng trai ngày hôm nay. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Chị Tường ơi. Ơi. Ngon lành không chị? Cũng. Ủa cái gì ngon? Hả? Ngon lành đúng không? Cho hai bạn nữ. Mời hai hot girl đàn gái ra nè. Hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Wow. Yeah. Phải đích thân lên rước xuống rồi. Đó. Wow. Trời ơi. Đích thân em lên rước hai hot girl về đó nha Tường. Ghê vậy hả? Hai hot girl luôn hả? Hot girl á. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đi. Trước tiên là những thông tin rất là cơ bản để chúng ta có thể hiểu được bốn người tham gia chương trình hôm nay là ai. Em, chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Xin chào chị Cát Tường, anh Đạt cũng như toàn thể quý khán giả. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thi? Dạ, Thi. À, quê quán ở Bến Tre. Bến Tre, dạ. Thi đang làm công việc gì? Dạ, chuyên viên phát triển khách hàng. Phát triển khách hàng về cái gì? À, mảng sale á chị. Có nghĩa là mình làm sao để cho khách hàng nó càng ngày càng nhiều á. Đúng rồi, mình lấy đơn hàng về công ty. À, dạ. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi chị. 5 năm rồi. Dạ. Hôm nay em đến tham gia chương trình với ai? Dạ, em đi một mình. Đi một mình? Dạ. Ủa, Bến Tre cũng gần Sài Gòn, sao không người nhà không đi theo ủng hộ? Tại người nhà cũng bận công việc á chị. À, dạ. Người nhà cũng cần kết quả rồi.
cần kết quả thôi, nghĩa là người nhà biết mình hôm nay tham gia đúng chương trình. Dạ. Rồi, chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Khoan chị ơi, ơi, màu đỏ thì phải nghe màu đỏ nói liền chứ. À, đúng rồi, đúng rồi, chị hấp tấp quá. Đây, cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ sẽ bắt đầu thở thẻ nè. Dạ, em xin chào hai MC. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. À, em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. À, em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi. Hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Rồi em giới thiệu cho người ta bột giặt cho anh đi em. Giặt sạch cho nó lẹ, hai trong một luôn. À đó, đây này, sẵn đây anh giới thiệu luôn nhà tài trợ chính của chương trình ghép đôi thần tốc. Đó chính là bột giặt Choice 2 trong 1. Có nghĩa là vừa xả vừa giặt tất cả chỉ trong một thôi, em có thể sử dụng cái đó. Có nghĩa là đến với chương trình ngày hôm nay nhiều khi tuy hai mà một. Đó, đó là ý đến là hai người trình, nhưng về chỉ một nhà. Hôm nay Thảo đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi tới với bạn thân và con gái của em ạ. À, có bạn thân có con gái nữa hả? Bạn thân. Wow, đội ngũ rất là hùng hậu nha. Ở dưới nhìn xuống nữ công nhận là đông thiệt. Wow, mà chưa biết ai ai là bạn, ai là con của ai, hai ba đứa con luôn kìa. Chàng gái đông quá, 2, 4, 5 người phụ nữ ở dưới luôn, ngũ long công chúa, thêm trội có bà bầu nữa là chắc 6 người đó. Rồi bây giờ tới cô gái màu xanh luôn đi. Màu xanh luôn, màu xanh luôn. À, dạ em xin chào anh Đạt, xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây ạ. À, xin chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Đặng Thị Mai, em 26 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Mai đang làm công việc gì? Làm gì? Dạ em làm nail và nối mi. Nail và nối mi, chăm sóc sắc đẹp. Nay là Mai đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân Chi Kỷ và con gái của em. Ủa? Có con gái. Hôm nay là coi như là mua một tặng một không á nha. Quá dữ. Hai trong một nhiều quá hả chị? Lời à, lời, à, lời nha. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗ gạo bảo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi, dạ. Mình đã quen với cuộc sống trong này chưa em? Em cũng chưa quen lắm. Chưa quen, dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À, dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ, cho vâng dì. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua một tặng một, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn hở lắm. Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng. Mở cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay, có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì, ta đang hỏi cái vụ mua một tặng một mà. Thì mua một tặng một, các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua một tặng một, chị khách hàng cũng rất chi là vui và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn, rất dứt khoát, rất đàn ông mà chị ha. Bên hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mày nhìn giới thiệu ngắn vô thẳng luôn, thẳng tình trường cho chị đi. Đúng không? Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu. Được một thời gian thôi rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Lúc mà em đề xuất ly hôn thì cái người chồng đó của em có nắm níu, có níu kéo gì không? Dạ, dạ thưa là không chị. Tại vì người ta đã và đang có một người phía một sau rồi. Một mối quan hệ khác rồi. Một mối quan hệ khác rồi nên người ta khi mình đề cập tới vấn đề đó thì người ta ừ thôi. Chỉ cần chờ tới đó thôi, chỉ cần đợi người vợ ừ là chia tay cho nó hợp thức quá thôi. Thì khi mà nghe Thảo chia sẻ vậy thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng khá đồng cảm với hoàn cảnh của bạn đó.
Tại vì em sống tự lập một mình từ nhỏ á chị. Em có ngại gì không? Dạ không, em thì quan trọng là mình thương nhau, mình tôn trọng nhau là được rồi chị. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ khó khăn trăm bề đúng không? Nãy giờ là nghe Thảo tâm sự, mà bây giờ chưa biết cái những cuộc tình trường của anh chàng bên kia thế nào nha. Sao Thi? Dạ em có hai mối tình mà em cũng định nghĩa nó cũng phải mối tình đó chị. Nó giống, rất là giống nhau. Cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng tự dưng là bạn chia tay em. Cái bạn nữ đầu tiên là trùng ngày tháng năm sinh em luôn. Cái sinh nhật cái em tặng cái đồng hồ. Tặng xong cái bạn không nói em tiếng nào, bạn đi mất tiêu luôn. Không một lý do. Không một lý do, không lời từ biệt luôn. 3 năm sau một mối tình cũng y chang vậy luôn. Dạ. Có tặng cái gì không? Không tặng gì hết. Không tặng. Dạ. Tặng đồng hồ cũng đi em... mà không tặng cũng đi. Đúng rồi, em có nói chung là có cảm giác mình cũng sợ giống mối tình đầu vậy nên em không dám mạnh dạn. Mà cũng có 6 tháng thôi. Dạ cũng không tới 6 tháng, khoảng 4 tháng mấy 5 tháng. Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không lý do không. Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cũng vòng vòng đi ăn xem phim vòng vòng gì đó à. Trời bên đây nói nè, cái Thảo nói rè. Ở bên bển là bị đục rè á. Cho chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay chị. Nắm tay à? Dưới làm gì khán giả cười cái đâu nhỉ? Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. Hai mối tình. Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả hai cô đều chưa hôn cô nào hết. Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp chứ ngại ngại chị. Trời ơi chết rồi, trời bữa này mà 28 tuổi thanh niên mà chưa biết hôn. Lúc rồi tụi câu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. À, biết rồi. 28 tuổi chưa hôn lần nào, có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hôn vậy ta? Hả? Bị xứng. Hả? Sao vậy? Em có bị gì không? Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Bây giờ em để dành đi 28, vì em để dành 2 năm nữa. Coi như là cưới sau em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Bây giờ qua tới chàng trai này bên đây của tôi nè. Dạ. Nghe chàng là trai này còn trinh em thấy sao? Hả? Không, em không biết nói gì hơn. Phải nói là bạn này quá good. Good là good chỗ nào? Very good. Very good vậy tụi đâu nói mình good. Very good gì vậy? Tình trường em sao? Ở đây người ta phơi bài hết rồi đó. Dạ tình trường của em thì trời ơi đếm gì hả? Đếm gì vậy? Em có chắc là tính là 4 mối tình. 4? Dạ, yêu hơi sớm một xíu. Mấy tuổi? Chắc là năm lớp 9. Nó tầm tuổi. 5 lớp 9? 15 tuổi. 14 tuổi. Là gì em hoảng hốt dữ vậy đã? Hên, em bỏ mạng tưởng đâu 9 tuổi chứ. 15 tuổi. 15 tuổi. Yêu đấy là tình yêu học sinh. Nắm tay. Nắm tay. Có hôn má. Thơm má. Thấy chưa? Người ta 15 tuổi người ta đã hơn ông 28 tuổi. Đến mối tình cuối cùng. Rồi dạ. Cuối cùng nè. Mối tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. Em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Ta coi như đã có một đời dạ, vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18. Nhưng đến 26 tháng 10 vợ mất. Xin lỗi em nha, dạ, em buồn nên... chuyện cũ của mình. Vợ mất trước khi em về nên không có kịp được. Có nghĩa là em đã làm thủ tục mọi thứ nhưng mà chưa kịp về. Còn là đúng 10 ngày nữa là em về. Em vẫn quyết định về. Lúc đấy mọi người có khuyên là thôi cứ tiếp tục học nên đi. Quay lại. Coi như học bên Nhật là cũng dở dàng chứ chưa có đúng bằng. Rồi. Vợ mất là 2018. Sau khi cưới tròn 9 tháng. Cuối 2018 là cái năm 2013 năm. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá chỉ là sốc. Rồi bây giờ mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng dạ, không? Dạ. Nãy giờ bên đây cũng đang lắng nghe từng tiếng, từng câu của anh chàng ngồi ghế xanh. Và bây giờ cô gái ngồi cái ghế màu xanh sẽ nói nè. Em trải qua được 3 mối tình chính thức.
Mối tình đầu tiên của em là lúc đó em vừa nghỉ học và quen anh đó. Cái lúc đó là suy nghĩ còn nít quá. Với lại gia đình anh đó khó, rồi em mới chia tay. Em chia tay rồi em quen người chồng của em. Quen với cưới là 8 tháng, 6 tháng sau em mới có bầu bé. À. Dạ, em ly dị năm 2017. Ủa là cưới xong bao lâu thì ly dị? 3-4 năm rồi mới ly dị. À, cưới xong 3-4 năm bé 4 tuổi mới ly dị. Mình hiện tại là mình cũng giữ, mình cũng nuôi con luôn. Từ dạ, đó em nuôi con luôn. Từ từ hồi con còn nhỏ tới bây giờ luôn. Vậy là em lấy chồng sớm đúng không? Dạ đúng rồi, em có chồng hồi 18 tuổi. Dạ. Có ai đeo đuổi mình để mà muốn cùng ngỏ ý chăm sóc con mình, phụ mình không? Sau khi em ly dị á, thì em có quen một anh. Dạ. Đó, tình thứ ba. Anh đó là con trai một của trong gia đình. Mà gia đình người đó lại như là không thích em vì em đã có con rồi. Sau cái đó là cái tâm lý của em á, em rất là lo sợ. Mẹ em cũng nói là thôi bây giờ ở ngoài không ấy thì thôi lên chương trình đi. Tại vì ở vậy lâu quá rồi. Nhưng người ta thì người ta cũng đã có gia đình rồi, còn em thì ta ở tới gần 3-4 năm rồi. Nhưng mà cũng rất là lo ngại. Thôi không sao, tự tin lên. Em còn kém mắng à, đừng có lo. Để tôi hỏi hai anh bên này, sao cả hai bạn trai của mình hồi nãy hỏi bên đây rồi, em cũng vậy, mặc dù là thật ra là mình cũng trải qua một cuộc hôn nhân, tuy nhiên là em cũng chưa có con cái gì hết. Dạ. Thế mình em suy nghĩ như thế nào? Cái đấy của em là bình thường, không có vấn đề gì. Em không có quan niệm bảo là con của ai cả. Nếu khi mà người đấy em đã yêu thương rồi thì con có người đấy cũng là con của em thôi. Hiện tại thì em thấy là cái cuộc sống hay mình, là kinh tế của mình nó có đủ để mà mình lo cho vợ con của mình không? Em nghĩ là cũng đủ. Nhưng có một cái là em có hay di chuyển rất là nhiều. Di chuyển là sao? Là em, công tác em đi lại, tại vì em có đang kinh doanh khách sạn ở Nha Trang với Vũng Tàu nữa. Ồ, kinh doanh khách sạn nữa. Tại em cũng di chuyển giữa hai nơi đấy cũng nhiều. Hỏi nhà gái coi, ví dụ như lấy chồng mà chồng hay đi công tác qua đêm như vậy thì các bạn gái có đồng ý không? Có lòng tin ở nhau là vượt qua hết ạ. Em nghĩ mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì chắc là cũng không có nhiều điểm mạnh. Việc nhà em làm được, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, vui tính, vui vẻ, hòa đồng, có khả năng kết nối mọi người. Đấy là nhận xét của những người xung quanh. Hay hát, vui vơ. Dạ. Hát là cái điểm yếu hả? Đúng, điểm mạnh đấy anh. À, điểm mạnh hả? Mình thể hiện một chút điểm mạnh đi nè. Vơ vơ vài câu đi. Vơ vơ nè. Em xin gửi đến hai bạn nữ bên kia với anh chị quý vị khán giả chắc một đoạn của bài Tình Nghèo Có Nhau. Tình Nghèo Có Nhau. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai các cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đội trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao xe cát em ơi, suốt đời vẫn luôn vững bền. Wow, ngon nha, ngon nha. Bên kia là chàng trai đó có thể làm tất cả việc nhà được hết, giỏi giang, hát hay gì nữa. Bây giờ em có một cái sở trường hay là một cái thế mạnh gì để mà bù đắp cho những cái đó không? Sở thích của em á là nấu ăn cho gia đình. Nấu ăn cho gia đình. Dạ, và có thể làm hết tất cả công việc nhà. Cái khuyết điểm của em là em hay nhậu hay tâm trạng. Hả? Hay nhậu. Hay nhậu hả? Hay nhậu hay tâm trạng, rồi có bạn nhậu luôn người ơi. Ủa buồn là nhậu nhiều hay vui là nhậu nhiều? Dạ em vui thì em uống ít, mà em buồn thì em uống nhiều. Mà thường là hay vui hay buồn? Dạ em buồn. Vậy là nhậu hoài, tủ lượng mấy chai? Nếu mà lúc mà em buồn thật sự luôn á, em với nhỏ bạn của em mà nó đang ở ngoài Hà Nội á, là hai đứa thì chắc cũng gần thùng. Là người nửa thùng á. Chơi nổi không? Đâu bên kia kìa, coi kèo bên kia biết nhậu không? Ôi, biết nhậu không cưng? Biết nhậu dạ. Không? Tôi nhìn cái kiểu này là cái dân này là không biết nhậu rồi. Dạ không phải đâu chị. Hả? Hả? Có nhậu ít. Nhậu ít hả? Nhưng lầy. Trời ơi. Ôi gặp. Lầy là lầy sao em? Em nhậu vào ai? Ủa nhậu ít mà lầy lắm sao được? Mà thường là bao nhiêu ly lon là không nhớ. Tiểu lượng bao nhiêu? Tiểu lượng của em á hả? Có những hôm chỉ có 2-3 lon là em cũng say. Là lầy rồi đó. À, lầy thì từ đầu đã lầy luôn rồi. Vô nhậu cái là lầy. Nhậu luôn là lầy. Vậy là chỉ cần nói tới nghe chữ nhậu là lầy rồi. Đấy bây giờ là em đang lầy rồi này. À vậy hả? Nhưng mà em nghĩ sao về một cô gái nhậu nhiều? À thế thì mình lại có cả. Có cả luôn.
có cả nhậu á. À có bạn nhậu đúng không? Đúng rồi. Em thấy một cô gái nhậu nhiều vậy em thấy sao? Nhậu mà có điểm dừng là được vậy. Hết thùng dừng. Nhậu thùng nhậu lại đâu. Hết thùng rồi hết bia dừng. Em nhậu được nhiều ít. Khi em về em làm mà thì em nhậu được 2-3 lon em nghĩ chị. Còn cái này em vui thì chắc cũng 5-7 lon. 5-7 lon. Có cái khuyết điểm gì không em? Tật xấu gì không em? Em hơi nóng tính xíu. Dạ trong cái khi mà công việc với trong cuộc sống mà nó đổ dồn lên đó chị. Khi em hơi nóng tính em la lên. Cô gái ở ngồi ghế màu đỏ thì sao? Em có những điểm mạnh điểm yếu gì cưng? Em thích chăm sóc người chồng và gia đình nhỏ của em. Điểm yếu lớn nhất của em là em hơi bị nóng tính. Mình này nóng tính, mình đó cũng nóng tính, Thi cũng nóng mà Thảo cũng nóng nữa. Bữa nay là Thảo tới với ai nè? Dạ em tới với bạn thân của em và con gái. Tới bạn thân? Bạn thân và con gái. Mà con gái em nó cũng cái tính em hơi tăng động giống em. Nên chắc chạy vòng vòng đâu đây chơi rồi. Kìa con gái vô rồi kìa. Dễ thương quá. Rồi chào em gái, em giới thiệu về mình đi cưng. Chào khán giả trường quay, chào hai MC, chào bốn bạn chơi. Em lên là Thủy, em là bạn của Thảo. Hôm nay em với lại con gái của Thảo đến cổ vũ Thảo để Thảo có được một tình yêu mới trong khoảng thời gian mà bạn đã bị tổn thương và mất mát quá nhiều. Là một người bạn thân thì em hy vọng là bạn sẽ có được một tình yêu như ý. Hai chàng trai bên đó thế nào nhỉ? Mình thấy là bạn nam ngồi ghế đỏ giống như Thảo cảm nhận á Thảo. Mình thấy là hơi rụt rè một chút xíu. Còn cái bạn ngồi ghế xanh á thì có vẻ trưởng thành hơn. Thủy thấy gu của Thảo nằm ở ghế xanh hay ghế đỏ Thủy hả? Theo Thủy thấy nha, theo cảm nhận mà chơi với nhau lâu năm như vậy thì mình thấy cái bạn ghế xanh này gu của bạn hơn á nha. Cảm ơn em. Không phải là bạn ghế đỏ không phù hợp mà Thủy thấy là bạn ghế đỏ chưa đủ kinh nghiệm để mà có thể trong mối quan hệ với Thảo mà được lâu dài. Cảm ơn em, cảm ơn em. Con của em là bé mặc dạ, áo, xanh. Áo xanh. Bây giờ con tự giới thiệu tên con bao nhiêu tuổi, ngày hôm nay con tới với ai và nãy giờ con nhìn thấy hai chú bên đây ai mà con thích nhất? Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét thôi. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Con thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con đó, con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ơi. Chú có nó ăn giỏi không? Chú nó ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ lý. Là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không vậy? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con, cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi. Con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ thắc mắc là chị bầu với chị hot girl là đi với ai vậy? À, dạ em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em chào hai MC. Con chào cô bên nhà trai. Em xin tự giới thiệu, em là tên Ngọc. Bạn thân của Mai. Theo em thì em thấy Mai hợp với ghế màu xanh. Tại vì em thấy là bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân nên là có thể hiểu được cái cảm giác của bạn em. Và có thể hai người có thể bù đắp và dung hòa tình cảm với nhau. Ý kiến của bạn bè đôi lúc chỉ là tham khảo, nhưng mà ý kiến của con gái là đôi lúc phải nghe nha. Họ nhà trai chỉ có một người lớn duy nhất tham gia ngày hôm nay.
Con chào cô. Xin chào toàn thể trường quay và hai anh chị và các cháu tham gia rồi chơi. Tôi là dì của cháu Thăng. Riêng cháu Thăng ở nhà tôi thì cháu thì rất chi là linh hoạt, vui vẻ. Thì cũng có trải qua một đời vợ như vậy. Thì qua cũng là cháu nó cũng bị sốc mấy năm. Anh em bạn bè cũng là động viên cháu là vượt qua và sẽ ấy. Thì cháu đăng ký chương trình. Ngồi nghe nãy giờ thì hai cháu bên đây thì cũng là hoàn cảnh như vậy. Thì thật ra là người phụ nữ mà ai cũng cảm thông. Theo gì thì cái này thì là phải để cho cháu tự lựa chọn. Dì thì chỉ là nhìn thì hai cô gái cô nào cũng dễ thương. Dì cũng mong là cháu sẽ tìm một người bạn mà hợp tình và hợp lý và thông cảm và cùng hoàn cảnh với mình. Mong là cháu là tự lựa chọn theo trái tim của mình. Khó quá. Đi qua đây chị ạ. Qua thăm. Thăm gì ạ? Thăm. Tường à. Hy vọng lần này em sẽ vượt qua được cái mối tình nó hơn 6 tháng. Hai cô gái ở đây rất căng thẳng Tường ơi. Em vừa nghe ông cú thở dài. Mở cửa trái tim. Wow. Thấy hồi hộp. Có gì đâu em, mình mới nhìn thôi mà. Xinh quá. Xinh quá hả? Ủa sao bên kia không dám nhìn luôn hả? Sao vậy em không dám nhìn luôn hả? Quá nắm tay đi. Hai chàng trai thốt ra một chàng trai xinh quá, còn chàng kia chỉ lắc đầu. Để nhà trai tôi im lặng. Tình rồi. Tâm hai nhà trai rất rung. Ưu tiên họ nhà gái phát biểu cảm nghĩ trước. Thảo ngồi gần ghế màu đỏ. Hai người nãy giờ là gần nhau như sạc điện qua sạc điện lại đó. Bây giờ cảm xúc như thế nào? Cho em xin hỏi hai chàng trai một câu hỏi. Hai anh nghĩ như thế nào khi mà mình tiến tới với một người phụ nữ mà đã lập gia đình rồi và đã có con rồi? Cơ thể của họ sẽ không được như những người phụ nữ bình thường. Có những cái điểm khuyết điểm xấu và những cái chỗ mà người ta không muốn cho thấy. Mấy anh có thể yêu thương con của người phụ nữ đó như con của mình hay không? Em muốn hỏi ai trước? Em muốn hỏi anh Ghế Xanh trước ạ. Quan điểm của anh về cái việc người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng rồi và có những cái tổn thương rồi á, anh trân trọng tất cả những cái điều đấy. Anh khi đã yêu ai rồi á thì tất cả những gì của người đấy thì là của anh. Dạ em mời anh Ghế Đỏ. Sau khi một trải một tình mình đổ vỡ á thì đứa bé nó sẽ bị thiếu thốn một phần tình cảm. Thì anh chỉ cố gắng đừng bù đắp cho hai người. Còn cái vấn đề mà em nói là vấn đề về sinh nở thì anh cũng có một chút tìm hiểu là khi phụ nữ họ sanh á thì họ cũng phải một tiêm thuốc vô cái xương sống, họ rất là đau. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có đã trải qua cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. Đó là em đọc. Em đó hỗ trợ chị. Em nói cảm nhận của Thảo khi mà nhìn thấy hai chàng trai này như thế nào? Theo cảm nhận của em về mặt nhìn á và cái mặt nhìn trước thì em có ấn tượng với anh Ghế Xanh hơn. Ừ. Cái cuộc hôn nhân trước của em á thì nó trải qua rất là nhiều đau khổ. Mà người phụ nữ sau sinh đó, người ta có những cái vấn đề mà cần cái người chồng người ta tâm lý nhiều hơn. Thì ở người chồng trước thì em không nhận được cái điều đó ở người ta. Thế còn em gái, cảm nhận của em về hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào? Thật sự là tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi nên từng là trải hết rồi. Dạ. Nghe cái tâm sự của anh Ghế Xanh là em thấu hiểu được cái nỗi đau mất mát đó. Bây giờ tới cảm nhận của hai chàng trai nè. Trước tiên là đổi áo là chi của người ta đi. Ông Đạt, anh Tào Lao. Người ta đổi chỗ không đổi, ông qua đổi áo. Đổi ta đổi luôn con người, đổi con cái áo không. Trời ơi. Về đúng là con người của mình rồi đó. Đó. Đúng đó, con người mình rồi đó. Giới thiệu cho các em. Đây, anh nắm tay. Rồi, em nói trước đi. Cảm nhận của em về hai cô gái của chương trình như thế nào? Em thấy hai cô gái này hoàn cảnh thì rất là giống nhau. Ừ. Em cảm nhận là hai cô gái cũng có một số điểm tương đồng với em. Ừ, cố gắng lên nha, phải nói sao cho hay sàng nha. Lọc đây nha, là cơ hội cho em đó. Đây là Thảo nè, đây là Mai nè. Thảo Mai. Thảo Mai. Trời ơi, cho Thảo Mai luôn hả? Thảo Mai. Bây giờ là cơ hội cuối cùng nè. Nói không? Dạ nói chị. Rồi nói nhanh. Mời em. Cái gì vậy? Cầm không, cầm người ta lên rồi. Thể hiện đàn ông mà. Qua đi cưng. Nhảy mày. Ồ. Cũng như lần thi nói, có những thứ thi nói cũng như là
không được tốt. Anh Thi viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em. Nắm tay. Nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm tay, nắm tay mà. Thì biết mà đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống. Thi không hứa nhưng mà thì sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con mày. Thì đó. Xong chưa, xong chưa? Dạ xong rồi. Ok ok. Rồi thôi được rồi, buông tay. Rồi rồi rồi. Chị vẫn muốn em nắm tay luôn cả Thảo nữa. Dù sao Thảo cũng là cô gái mà chương trình đã ghép đôi cho em. Đúng rồi. Đo cũng luôn cần cảm người xúc. Đàn ông. Chàng trai cần phải có nhiều nắm tay hơn tình nữa. Cảm. Rung lắm anh Đạt. Rồi không. Rung lắm luôn. Rung lắm rồi, có nói gì không nè? Thì chỉ nói một câu là Thảo cố lên nha. Cảm ơn. Rồi nha, chị đã tạo đầy đủ cơ hội cho em. Đừng nói là chị không có tạo cơ hội nha. Dạ. Rồi bây giờ là đến bên đây nha. Bây giờ mình bản lĩnh tự tin mình đến thẳng luôn đi Thăng. Dạ. Thăng luôn. Nhìn thấy hai bạn quá xinh. Không nghĩ là mình sẽ được sắp xếp để gặp các bạn xinh như vậy. Làm cho em rất khó. Khó để lựa chọn. Giờ thật tiếc. Tiếc vì nếu được em sẽ chọn cả hai. Xong tình huống dần dần. Có đầu. Quyền, có quyền mà em. Đó là cái con người mình phải có cái sự tham lam chứ đúng không em? Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bây giờ em muốn lại gần để cảm nhận. Cho em nắm tay mỗi người 30 giây. 30 giây thôi á? Ừ, nhanh lắm em, thời gian. Ông này ông nói con câu à. Cố lên em là hết giờ rồi đó. Rồi, mời rồi. Em anh xin phép em có thấy anh run không? Anh đang rất run. Tay em lạnh. Cũng run. 30 giây hết rồi. Thôi đi. Hết giờ, hết giờ luôn. Chào em. Chào anh được. Gì khóc rồi hả Cưng? Sao thấy chùi nước mắt vậy? Đâu lau mồ hôi đấy chị. Tay em cũng lạnh hả? Em đang run. Rồi rồi rồi. Về về luôn. Không bây giờ về về để dành mấy câu nói sao? Về về. Đừng lầy, đừng lầy. Trời nắm tay tôi. Thôi đừng lo tôi về. Kính thưa quý vị, và bây giờ không còn gì để nói hết. Chúng ta sẽ đến giây phút quan trọng nhất. Đó là khoảnh khắc quyết định. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Hãy nhìn kỹ vào những chiếc nút bấm nơi ghế của mình và đưa ra sự lựa chọn. Các bạn có quyền bấm nút đỏ, bấm nút xanh hoặc cũng có quyền không bấm nút nào cả nếu như chúng ta không cảm thấy rung động. Sau 3 tiếng đếm của ông Mai, Hứa Minh Đạt, các bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Xin mời. Và đây là sân khấu của ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc thật của trái tim. 3 2 1 Hết thời gian. Bấm. Đường Vân Di đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta không? Thôi em đây rồi. Xin mời Thăng. Xin mời Thảo. Chúng ta đã trở thành một cặp đôi. Vậy mà tôi tưởng nó trớt quớt chứ trời. Thôi tôi bị quán gà. Đúng địa chỉ rồi, chưa? Dọn chưa? Rồi rồi đúng rồi. Chắc không? Dạ. Chắc cứu không? Chắc mà. Thì nhìn qua cổ, nắm tay cổ. Rồi nói là những lời hồi nãy còn chưa nói xong nè. Ừ. Cho anh lại lấy quà. Quà này em tặng chị. À cảm ơn em. Cảm ơn em. Tặng em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Còn đây là món quà anh chuẩn bị trước. Anh đeo cho em ha. Wow. Wow. Rồi. Đây. Để. Đây, còn cái này em sẽ dùng cái này làm cái gì nè? Món quà này em gửi tặng cho anh. Thì em cũng không có gì nhiều hết. Em lần đầu tiên em gặp anh, em cũng không biết tặng gì cho anh hết. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là món quà này cần thiết đối với anh. Anh có nói là anh đi công tác nhiều á. Thì em nghĩ chiếc ly này sẽ đi cùng anh.
Giống như là em ở bên cạnh anh. Ở trên đó có dấu son của em. Có vết son của em nữa. Một tràng pháo tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Tường ơi, ở đây vẫn còn lẻ loi món quà. Thì mời lên đứng luôn cho sao giờ. Lên em trai. Còn món quà này nè. Mời Thi. Em có gì không? Em tặng cho anh ghế đỏ. Tặng cho anh ghế đỏ. Đấy, em qua anh đây ghế đỏ. Hôm nay em cũng cảm ơn anh. Và cũng tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên là cũng có thể là mình chưa có hiểu được những cái suy nghĩ. Nói chung là mình có duyên gặp đây. Nếu mà còn cái thời gian sau nữa, ta tặng anh cái dây thắt lưng. Cảm ơn em. Dạ. Rồi. Về vị trí cũ em. Em đứng đó, nắm tay. Đó, đó. Như đấm cứ luôn. Hôn đi, hôn đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Anh xin phép cho anh hôn em vào má. Quý vị, như vậy là chương trình hôm nay ông mai bà mối cũng đã thành công được 50%. Nắm tay vào đi hai bạn, đừng buông tay nhau ra dù cho giông bão có xảy ra. Chúng tôi sẽ có những phần quà dành tặng cho, trước tiên là cặp đã thành công trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh, xin gửi tặng cho hai bạn. Wow. Đây, một chiếc điện thoại. Đây, gửi tặng cho em. Hai bạn không ghép đôi thành công cũng có một món quà, đó là một chiếc điện thoại Realme. Đây, em một cái. Nhưng mà nãy nghe hẹn hò với nhau là mình thể gặp nhau riêng đúng không gì? Sẵn có điện thoại đây, bỏ sim vô xin số luôn nha. Và đây là phần quà dành tặng cho các bạn. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth Food. Gửi tặng cho hai bạn nha. À, hay quá. Đây, tặng cho đây. Em. Đây là nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt cho. Và đặc biệt, đây là phần quà đặc biệt đối với những cặp đôi mà ghép thành đôi, nếu mà tiến tới hôn nhân sẽ được sử dụng bột giặt Joy 2-in-1 miễn phí 1 năm. Wow. Nếu như các bạn đang còn độc thân, muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì hãy nhanh tay đăng ký vào chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách là tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và mọi người, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.